Rồi. Rồi. Hay chạy trên này. Anh này có nục rồi mà. Nục 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 nục. Nục to mà sợ sức quá. Nục dễ sức lắm mà. Miệng mỏng. Ô cái nhộng. Hàng gì muốn chạy. Chào mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog. Tiếp tục những ngày đi câu chà bờ mọi người. Này giờ vào mùa câu chà nên là cứ có cái chà bờ cứ câu liên tục mọi người. Đi khơi phải có sắp xếp được thời gian mới đi khơi. Đi câu khơi cho quay cho mọi người cùng xem được. Trong hôm thì và tàn gần bờ. Cái chà này thì nhắc lại cho mọi người, có những khán giả mà xem sau, cái chà này cách bờ khoảng 2,5 cây số mà là khoảng 1 lý mấy, 1 lý thì 1,8 cây. Chà này vẫn cũng có nục có trác mà là chính. Chà này lâu lâu có những cây chà sẽ gặp cá bi. Vẫn câu bằng màu lông mọi người nha. Rồi, ra đường đầu tiên. Chưa thấy ăn. Thấy cá rầm rầm mặt nước lắm chưa thấy ăn. Có được còn 2 con gì nữa hả? 1 chú 2 chú gì đó. Mấy này quê mình nước dơ mọi người. Nghĩa là cái bụi dưới nước đó. Quê mình từ địa phương gọi là bớt. Nó câu lông nó chỉ dính lông dơ lông cá nó sẽ không ăn. Ít ăn. Rồi lông nó vàng. Em đầu tiên. Đấy. Cá trắc trắc quá. Dạ cào. Dạ cào đi sát bờ. Bữa kiếm ngừ dí mà. Ăn rồi, ăn rồi. Hôm nay em thấy kiếm ngừ nữa. Dài này chắc 3-4 em vậy đó mọi người. Hay nhẹ nhẹ. Kéo nhẹ câu luôn. 1. Rồi đó con em. Chà này hôm trước có con cá gì đang lớn con đi ra không thấy. Thì, ra cái cần số thêm như thế nào. Nóc phá quá là cũng ngại. Kìa. Xuống dưới đất rồi mình chưa thấy. Nổi dây. Dây này chắc nhiều mà không có cảm giác cái dây luôn. Nó lôi cục chì đi luôn đó, sợ vô chà quá. Đó, trắng 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 đó, đó 1, 2, 3, 4, 5 chú rất rất lớn mà. Thank you.
ngắn nổi dài nổi dài nổi dài. Mấy chú này chắc là hai chú ba chú gì đây, 1 2 chưa ăn một dây 5 6 con, 1 2 con lắm. Đấy. hai chú bộ đội. Một con nó vẫn lôi nổi, trong khi cục chì rất là to. Cân ngăn hai chú ba chú bốn chú. Cá nhỏ nhỏ này còn có cua đúng rồi. Có con mực mua. Có mực lá. mực lá nhỏ nhỏ này. Mực lá nhỏ nhỏ. Mấy chú, hai chú, ba chú, 1 2 3 4 5 cái gì đây, nó nóc rồi, cái gì đây mới xuống lượm rồi. Mới thay dây mới nóc, nó nóc bừ. Ồ em có nục. Bị đây chứ đâu, bị đây chứ đâu. Nách ăn cả bị đây. Nhán lúc cần là như có bị thôi mà. Chạy chạy. Sáng trưng rồi đó. Bị có bị. Ồ.
lục lưỡi luôn, chạy rất là khỏe. Bì cái gì chụp luôn rồi. Nóc hả? Nóc hơi ngăn, cái này chạy lanh lanh này nhớ có ngăn hay có nục gì đâu mà chạy chạy ghê không, chạy nhẹ câu kia luôn cái nóc à. Bơ cái nục chạy mà không cảm giác không có cục chì luôn. Gần rớt cắm xuống nãy giờ mấy lần không được. Sáng sáng rồi. Chạy bay. Kéo nó đợt. Nói gì đây mà không thể chạy. Có nóc hả? Nóc cái gì ghê vậy? Quá kinh. Rồi. Hay chạy kinh rồi. Đây này có nục rồi mà. Nục. Nục to mà, sợ sức quá. Nục dễ sức lắm mà. Miệng mỏng. Ô cái nhộng. Hàng gì muốn chạy. Cá như vậy đó. Bà này thôi bây giờ đứt lắm. Từ cá này đó. Cái cá này thôi đứt lưỡi liên tục. Siêu răng đó. Đứt lưỡi hả mọi người. Hồi nãy giờ có nhồng mà như mọi người ơi. Bì rồi. Mày ăn nó ăn cái bì thôi. Bì tiếp rồi. Sao chạy ra nhà heo rồi. Xuất rồi hả? Còn gầm. Đó, sáng sáng đó. Một chút. Sáng sáng dưới nước là 10. Đó, chạy lại. Chạy lại. Ăn luôn đó. Vừa lên đất chụp luôn. Vừa kịp nháo lắm mọi người. Tiếc luôn đó. Công cận. Cái bì.
nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Rồi xuống lại mất rồi. Rồi luôn. Gõ nương giống hồi nãy nè. Rồi chắc nó còn bị tiếp mà. Ủa, sáng à. Lạnh mẹ bị sức hoài nó mùi rùng rùng mùi rất. Em đúng gốc là em ăn không ngày không mới ăn được ngày gốc mới ăn được. Rồi bị tiếp nữa. Nãy giờ đứng sát gốc quá không dám quăng vô, quăng vô sợ vướng. Bị tiếp. Hai cái bì ăn là biết liền. Chú có nộp chú có ngăn. Đậu dai nữa hả? Có ăn cá gì cũng được. Giờ nước chảy quá câu cá bi không được đâu. Nục cái ngăn gì ăn đại nè. Cái nục mày lại ghê nó chạy ra đây. Nhanh vô góc. Cái gì kia vậy? Cái gì về vừa mua? Đứt rồi. Còn. Nhông. Anh nhồng. Ồ, cái trà này có nhồng. Nhồng nhỏ 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 ăn đậu nước. Hai chú. Cái gì đây? Nóc mà. Sáng. Cá nục. Chạy. Nhồng lắm mọi người. Dài cái nắp luôn. Quá kinh. Anh hai chắc lại lấy mồi đi trả thu rồi quá. Lép.
Rồi, tới giờ về. Cái gì đây, cái gì đây, cái nóc nè. Ý dạ, cái nục. Cái gì hả nè, đó vừa mới được em cá bi lại mưa. Đi đây chứ đâu, đó sáng sáng rồi sợ tìm nãy giờ, đi tìm nãy giờ em bị to. Dưới à. Chị nhớ nhẹ câu luôn. Cái gì nhớ nhẹ câu luôn, cái nóc mà. Nóc nó nục vậy nè. Rồi đứt đảo nè. Kinh tiền. Ôi về luôn á. Tất cả lượm dây ra. 2, 4, 6, 8, 9 rồi. Rồi thành quả sáng nay mọi. Tìm em có bi này thì bị này sáng đó, sáng được 6 chú mà. Cá trọng trọng không, cá đạn. Hôm nay có cái nhồng mà cái nhồng phá này. Nhồng này phá câu lắm. Mọi người nhìn cái răng của nó là biết rồi. Đụng vào là đứt lưỡi này, nó phải câu mí, không câu mí là nó đứt hết. Hai em lại được ít cá nục mà. Nục. Cũng được sáng nay cũng được vài ký mà, tương đối ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video tới giây phút này. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người ủng hộ kênh một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Rồi, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người lại video tiếp theo.